Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Núp Team. Chào mọi người đi nào, ba thanh niên ơi. Hello mọi người. Đấy thì ngay hôm nay chúng ta lại quay trở lại với những ngôi làng xưa chưa quen thuộc các bạn ơi. Đấy, chắc chắn rồi, ở đây à không, thực ra là không phải quen thuộc các bạn. Đây là vùng gọi là vùng đất mới, ngôi làng mới mà có mỗi anh Golem thì chắc là nhìn mặt mũi là quen thuộc thôi. Đấy, thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ gọi là đi khám phá cũng như là sở hữu đấy, những cái căn cứ Noob Pro Hacker và God đấy, ở trong Minecraft các bạn ơi. Còn như thế nào thì ok. Chuyển thôi các bạn. Rồi. Ủa giời. Kim cương đến đời đấy. Cái gì mà cúc cúc kim cương hay nên mồm điêu à luôn chứ hack à? Kim cương. Vừa vào ở đây làm gì có kim cương? Ủa hay là hack ở mấy bác dân làng à? Ồ để núp à. Chúng ta sẽ lấy ít đồ ăn các bạn ơi. Chắc chắn rồi. Bên đây có hai nhà tuyết luôn. Ôi, hai nhà tuyết đó là. Ồ trời ơi. Ê Zeno cho núp mượn cái cúp đá để núp đi đào đá để đào sắt cái. Trời ơi. Ok rồi. À thế à, thế thì đào đi để núp đào đi. Đào thôi. Trời ơi, cầm cái cúp là phải đào luôn các bạn ơi. Ok các bạn. Ok à, thanh niên này cũng bắt block kiểu gì nó bị nó dí rồi cần đi bụi rồi các bạn. Ok không sao, đây chúng ta sẽ. Rồi. Ồ, nắm sắt luôn, ngon luôn các bạn. Ôi trời ơi. Thế nào ở đây là mình để mình chế tạo ít bánh mì đã. Rồi, ok không sao, chúng ta sẽ chắc là chuẩn bị đồ cơ bản thôi để đi với đi đến cái căn cứ núp rồi, mình nghĩ là thế. À, không cần gì là nhiều đâu. Ủa ơi, mấy bác ấy mấy bác ấy rồng rắn lên mây đi đâu. Ủa bên này còn một anh đi nữa này. Đi đâu này, đi đâu này. Ok bạn ơi, mấy bác đi kiếm gì đây? Mấy bác đi kiếm mấy tập trung này đồng gì chứ. Có gì đây ông ta? Ủa có cái lò. Ok ừ, có cái lò. Có gì bạn ơi, thôi đào cục sắt nốt ở đây đi. Không ai làm gì thì đâu. Làm. Đây 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 đây. Còn này còn cục này. Ok đào đây, đào đây rước đây. Anh Golem trăm máu rất là trâu. Ủa ôi. Ok ngấm rồi. Ui mỗi anh Golem mày năm sắt lận các bạn. Xin 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 xin. Mày này mày có phết đấy. Ok bạn này đâu rồi ai luôn núp ạ. Đào có bàn chế tạo hai bàn chế tạo bên này luôn. Núp mượn cái gì quá. Trời ơi. Này. Ok bạn này để mình gọi là đi chế tạo. Chắc là vũ khí thì mình dùng ấy đâu các bạn này. Vũ khí mình dùng đồ đá thôi. Còn cái gì làm gì cho cái bàn chế tạo không lấy à? Ôi thì đằng nào à? Người ta cũng phải gọi đấy mà, người ta cũng phải chặt gỗ chứ bộ. Đây mình sẽ chế tạo cái này đã. Bây giờ chúng ta sẽ làm vũ khí đi. Mỗi quên mất bảo vũ khí, mồm bảo vũ khí dùng đồ đá mà giờ giờ thế thì mọi người chịu khóa thế nào. Núp có lên ấy không nhỉ? Giáp này 6 giáp. Ok 6 giáp nữa. Khiên à, cái này 2 giáp. Nếu mà 2 giáp cộng thêm này nữa. Ủa không, cái áo các bạn ơi. Một cái áo. Ơ chết giờ rồi đấy. Một cái áo và đâu đó khoảng 2 cái khiên cho 2 người. Thì hợp lý. Đây ai xung phong cầm thêm một cái khiên này. Trời anh chắc chắn là không nhập, à. Đây, đây đây nhập nhập các bạn. Này cho anh Niên Zeno đây. Đấy rồi. Chế tạo chắc hết rồi còn cái nịt. Rồi chắc là chúng ta chỉ cần đồ đá rồi mọi người, xong vũ khí đá à? Rồi ok bạn ơi. Bây giờ là anh chủ map ngày hôm nay là anh đã bảo đi tìm một cái nút ở bất kỳ ngôi nhà nào sẽ thấy mới đưa chúng ta đến. Đi tìm nút bạn. Đúng rồi. Trời ơi, tìm đi. Xem có để trong ngôi nhà không đại khái. Thấy một cái nút nút ơi. Ui, trong tủ lạnh rồi. Đâu? Nút đâu? Ai bên này. Đâu? Đây đây. Nút nào? Đây nút nút. Nút này à? Rồi nút tàu lao thanh niên vừa đặt ra đúng không? Thấy một cái nút ở đây. Tàu lao. Đâu? Nào. Này này. Đâu? Đây, có này. Đâu? Ủa ơi. Thanh niên này có lừa giống hai anh niên kia không đây? À chứ. Ai biết có phải đúng không? Nào. Không đúng nó cũng là lúc này tưởng ai xem nào. Đúng rồi này. Chào mừng bạn đã đến với căn cứ núp. Đây à? Ui, một cái bay. Ui, căn cứ ở trong núi à? Con nào đi nghe kìa. Xịn đấy nhờ, từ nhà để núp ngắm. Ngoài các bạn. Có kim cương cái này tôi mới 6 phòng rồi, bạn ơi, sảnh chính này với cả 5 phòng phụ. Rồi ok, chúng ta sẽ đi kiếm này. Ở đây có bánh thôi ạ. Chả có gì đâu, cái này. Ủa, xịn đấy nhờ. Đi đi lượm lượm ấy. Đây là phòng chắc là lò núp đây. Trời ơi. Đẹp trai phết. Đâu anh? Cái này gì đây? Ui, đổi đồ này. Trời ơi. Rồi ok bạn ơi. Bộ áo giáp rồi nhưng mà à? Ok dễ kiếm nè. Dễ kiếm đi, ai đi sinh tồn kiếm đi. Ui có gì đây? Giờ mình đi mày. Ấn nút để bắt đầu thử thách. Ấn để căn cứ tới căn cứ vào rồi. Ui có thử thách này nhưng từ từ đã, để lên trên này xem có gì hay ho không đã. Đây ui có thang máy luôn. Ui giời ơi. Ui tên này sao đi này. Ôi trời ơi, bên đấy bên xuống mà. Nhầm. Ui
Ồ, bên đấy bên xuống mà. À, nó phải không? Ờ, thế nút đi nhờ. À, thế à, nút nhờ. Rồi, ok, đây đây là giường ngủ cho không có gì cả. Ok, bạn, đây là chỗ Inchan. Ủa, tính ra là có mấy phòng các bạn ơi. Đây là chỗ này đọc sách. Ui, cái này view này hơi bị view triệu đô nha. Ui, đâu thấy ngày không chứ không thấy gì luôn. Đây đây, ngắm ra ngoài thì Hero Bay. Có biển này, xa xa có biển còn gì nữa. Đâu biển đâu. Thôi đi, đi xuống thực hiện thử thách đây. Ok bạn ơi. Đi xuống đường này. Tính ra là căn cứ núp thì cũng bình thường bạn, chả có gì. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ấn để bắt đầu thử thách nào. Ồ, thử thách đã được bắt đầu. Ui, cái gì đây? Con gì ngoài kia? Ui. Ui. Ồ, cái gì đây? Bí ngô. Ui. Ui. Từ từ đã, đánh focus, đánh con bên này trước đi, đánh con thái à. Ui ôi, tối mù rồi. Ok các bạn ơi. Cẩn thận nha, cái này chắc là chúng ta sẽ phải đi bụi nhiều đấy. Không sao bạn. Phải đây, ôi trời. Đấy, đánh con này. Phải à. Ok, ui có 150 máu con này, hơn anh Golem một tí. Rồi, cho nó đỡ cho. Đúng rồi, tanker đi, đúng rồi. 2. Ok, bạn lại focus một người thôi. Đơn giản anh ạ. À, lâu lâu bị độc nha. Ui. Anh bánh ra chạy ra cắn miếng nào. Thế để nút để nút tay cơ đánh tiếp đi. Ok. Ui. Hay quá. Trời ơi. Mày nói chiêu cuối hả? Con đấy ghê ấy, con đấy làm một cái ủi ba con luôn các bạn. Nó còn 17 máu đúng không? Ok. Ú một con đi rồi. Ú đồ kìa. Cái đấy đâu đấy. Ừ để nút đấy ạ. À đâu ạ? Ui. Dạ. Có đồ xịn này tự nhá. Mọi người cứ đánh đi để núp vào núp đổi đồ núp nâng cấp cho châu bò đã. Ủa. Ok hay. Sắp tối om rồi. Ok các bạn ơi. Đó là con này nó làm tối nè. Cho banh đồ thừa đi. Ok đồ thừa. Ok sao Niên Văn chạy trống ngồi ra hút khách. Thế nào? Niên có đồ thì... Ờ cái này không đổi được các bạn ơi. Thứ nhá cái áo này. Ui bộ áo giáp tựa nhá. Núp sẽ đổi cái mũ. Ờ và cái quần. Ok còn cái áo là mình đang có áo giáp sắt rồi. Rồi không sao. Chúng ta thực hiện thử thách là phải có hy sinh chứ. Ủa lại tối om. Tấn công. Cứ bị tao thùi. Đâu rồi, ra đánh đi. Ủa, núp trâu hơn rồi. Nó núp đây. Nó Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Núp bị cắm sạch. Quá rồi này, quá rồi này. Đánh rất là chân giả. Ui, rất là trâu nha. Ui, đứng ra con này mạnh thế. Ngắm rồi. Một cái nữa này. Ui, rồi ok để núp vào đổi thêm hai món đồ nữa bạn. Sao đồ VIP thế này nó vẫn bị chết nhờ? Ảo thật đấy. Không biết nữa, không hiểu. Nó dùng chiêu mà chẳng rồi. Rồi ok, ừ chắc là kỹ năng của con đấy bạn ơi, vua bí ngô mà. Đây chúng ta sẽ bí ngô quá xịn các bạn ơi. Bí ngô này vẫn bị chết tiếp này. Rồi chúng ta đã có bí ngô khung bộ áo giáp rồi. Ờ coi chừng nó dùng chiêu cuối kìa, nó dùng vào đấy, nó dùng đi. Thà luôn chứ con này đúng kiểu là bí ngô vua bạn, lâu lâu nó dùng cái kỹ năng tối om không cho nhìn thấy gọi là khả năng của nó luôn này. Ôi giời ơi. Đầu quá. Đó anh em. Ôi giời ơi, đầu quá. Rồi ok, chưa lâu đi. Đi. Nó dùng rồi kìa. Đây. Rồi. Ui đồ ơi. Rồi, con này mạnh thế. Ủa. Nhưng cái này là xuyên giáp đây, giáp không có tác dụng đâu. Rồi. Rồi ok không nào. Chúng ta sẽ. Rồi. Quá hay quá, đi bự cả đám luôn. Một đoạn nó mới chết. Rồi ok bạn ơi. Ui, chúng ta được thêm này. Ui, ai cho ai này, ai vào đổi mà tính ra là chúng ta muốn đổi được đồ VIP. Ở đây là có cái gì ta? Có cái kiếm kim cương. Ui, chúng ta phải kiếm được cái đầu của con skeleton này, hình như là vẫn phải đánh con đấy. Rồi ok, chúng ta sẽ ấn thêm một lần nữa. Nào. Rồi, chiến đi các bạn. Tầm này là chúng ta sẽ con này ghê quá nhỉ. Con này ghê. Uống một con trước anh em. Ok. A few moments later. Đây. Và đây mình bút cho này. Tính ra là phụ đồ áo giáp này không phải cùi đâu nha. Nhưng mà con đến mạnh thật các bạn ạ. Ok đây, núp nâng cấp kiếm kim cương với cả ấy đây. Rồi. Ôi giời ơi. Này chia kiếm luôn mà. Cái táo vàng đi. Này, táo vàng đây, cho đầu này. Thôi núp lấy bằng đấy rồi đấy. Ok bạn này, mình sẽ bỏ hết mấy này đi. Không có cần nữa bạn này. Cầm này ăn mỗi táo vàng thôi. Úi giời ơi, quá ngon. Táo vàng là xịn rồi. Chiến thôi. Rồi đây anh xin lấy luôn. Khiên chắc chả cần đâu bạn ơi. Tầm này bỏ luôn khiên đây. Rồi ok bạn. Này đừng bảo táo vàng vẫn chết này. Ui em cái khiên đi. Táo vàng vẫn chết. Táo vàng vẫn chết à? Ui. Ui chết rồi kìa. Con này ghê đây. Ê à. Này. Ok bạn ơi. Không sao mình trâu lắm. Ngoài thử xem nha bạn nha. Mình đã ăn táo vàng. Ăn táo vàng nha. Có gọi là hấp thụ nha. Ê, đến tầm 30 máu và nó bắt đầu dùng chiêu đấy mọi người. Thế à? Sao biết hay vậy? Ngoài đấy không? Bắt đầu rồi đấy, Ngoài, thôi cả đây, không sao đâu, đừng có lo. Đúng vậy. Ai có chết này. Đâu, chạy đi, chạy nó sao? Cái này một phát đâu nó chết luôn, kiểu như nó gây sát thương tức thì các bạn ạ. Ôi giời ơi. Ok bạn ơi. Ngất luôn. Ai à?
Ui, mạnh à? Thật đấy chứ. Con khua một cái nữa. Rồi, ok, còn một cái nữa. Đừng thắng, ghép đi núp. Ok, này. Xem nào, đây này, cho bốn cái đầu bingo này ai đổi một bộ áo giáp đó đây này. Đây, okay, thôi chia nhau. Cho bánh hai cái đây. Ok, đấy này. Ví dụ anh chia cho em món đồ đúng không? Đúng rồi, chia nhau ra. Trời ơi. Thôi chắc là bọn mình không thực hiện thử thách đấy nữa đâu bạn ơi. Nó trâu lắm thì chết hoài luôn. Tính ra là mặc bộ áo giáp cũng như là ăn táo mà cũng không được luôn bạn. Rồi ok. À này, chia táo ra này, mỗi người ấy này núp chắc là xem nào. Núp là 30 quả đây, còn lại chia ra. Đấy, ok. Tính ra là đánh cái này siêu tầm đấy, được không? Em 29 quả, mỗi người một quả đi. Ok, đấy chia nhau ra. Rồi. Ờ bên có một stack đi rồi thôi nè. Đúng rồi. Chia nhau đây. Rồi. Rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ nào, đây chờ mọi người đổi đồ đã xong rồi mình sẽ qua bên kia bạn đây. Đấy. Ôi giời ơi, nguyên một set đồ bạn chiến luôn đi chứ. Trời ơi. Cái đó có khi không? Đâu? Cái khi nào không? Tính ra là đây, mà đồ của Ninh lúc này thời. Đây, ấn để tới căn cứ Paro bạn ơi. Rồi bây giờ là mình sẽ đi qua căn cứ Paro. Đó, xem nào căn cứ Paro như thế nào nào. Ủa ơi. Cái này là hình gì đây? Nhìn quen quen nha. Ui ai có block không? Quên mất rồi, rồi đấy không có block vứt hết rồi. Đâu? Ở đây. Ủa đâu? Ok. Đây để núp từ xe nào. Ủa ơi. Để mình thử xem nào. Để xem lên cao xem là đây là cái hình gì các bạn nha. Đây là căn cứ của Paro. Hình của Pikachu các bạn ơi. Oh my god. Bảo sao nhìn thấy quen quen màu vàng các bạn. Ôi giời ơi, hình Pikachu à. Nhìn hay nhờ. Căn cứ của Paro là căn cứ làm từ con Pikachu các bạn ơi. Đấy, ở dưới lòng đất luôn. Ui, vừa lấy là nào đây? Tính ra là vừa lấy là của núp là làm ở rồi, ok các bạn ơi. Của núp là làm ở trong cái ngọn núi các bạn. Còn đây là làm dưới lòng đất. Rồi, đi xuống đây. Đâu, xuống xem khám phá ra nào. Cái này đây. Đúng xem có block kim cương đào hết đi mọi người. Ui, ở đây đã được nâng cấp lên khá là nhiều khu này bạn ơi. Khu gọi là nâng cấp lên đồ rai này, trồng cà rốt này. Ui, bên này là khu enchant này. Bên này là khu để đồ này. Ui, có ấn nút bắt đầu thử thách hơi tí nữa đã. Bên này có khu nhà vệ sinh này. Đâu? Đâu? Tàu lao trời trồng này. Bên này là nướng này. Ui, pha chế này. Đây là bên này là ui giường ngủ chính giữa luôn. Ui, đại sảnh luôn. Ui giời ơi. Nói chung là cái căn cứ này nhìn khá là xịn mạn ơi, của Paro cơ mà. Đâu, bây giờ chúng ta sẽ... Núp ơi, cái này. Có cái rất là buồn cười nhá, ngủ không rồi có người đi ở trên đầu mình. Trời ơi, căn cứ dưới lòng đất mà nó chật thế. Nhìn đâu? Trời, nhìn sao nó vui. Bây giờ chúng ta ấn để bắt đầu thử thách đây. Thử thách nó bắt đầu. Ui, ba con gì đây? Trời ơi, bên trên kia đâu bay. Đâu có gì đây, núp ra thấy cái gì đâu mà thanh niên này thấy sớm rồi. Ngó nó cái đầu. Con trâu. Ơi, chết rồi. Ui giời, ba con luôn. Ôi. Mày không hớt được bao con trai. Ui giời. Từ từ thôi. Ôi giời. Chạy chạy ra. Đánh bên phải trước đã. Con này. Trời ơi, rồi xong nát hết cái căn cứ của anh Paro rồi. Rồi đánh con đấy trước đi. Ok, ba là ui vừa lấy núp lại vứt luôn cái kia rồi. 360 máu. Ui, con này đánh bình thường bạn, chả xin nhê đánh có mất máu đâu. Ui, rồi. Ui, tôi ok, tôi nó chui kìa. Ok bạn ơi. Dụ nó sang bên này đã. Ui, nó đập xuống màn hình luôn. Máu. Chết thôi. Ok, không sao, không sao, không sao. Núp đập kìa. Núp khỏe, núp khỏe. Núp khỏe. Núp khỏe, đừng lo. Trời ơi, núp tanh cua cho. Anh đi núp. Ok bạn ơi. Ok, để núp ăn táo vàng các bạn ơi. Ui, táo còn nhiều mà. Ok, không sao, không sao, đánh đi. Trời ơi. Tính ra này có 360 máu được bạn ơi. Đó là chúng ta thì ngất luôn. Ôi, nó đập xung màn hình các bạn ơi. Xin quá. Ôi, con này là con bot. Ấy giời ơi. Ôi giời. Ôi. Nhặt được chưa đây? Núp vừa lướt qua này. Ôi. Ok bạn ơi. Rồi nhặt được rồi. Rồi, chúng ta không có kháng lửa ấy, đâm ra là đánh bọn này trâu đấy. Cái này vừa táo vàng in chan cũng phải. Ôi giời. Nên là rớt táo vàng ra kia kìa. Ok bạn ơi, thôi đánh đi không sao đâu. Để ý nhá, tớ dụ nó ra khỏi lava đây. Ui, nhìn nó lém đúng lava kìa. Tay yên ơi, tay yên nè. Ui, một con đi rồi, một con đi rồi. Ây, đây đây. Một con đi bụi rồi. Nhận. Lấy đi, lấy đi, lấy đi, lấy đi. Nhận, một con đi bụi rồi. Ui, xem là có đồ gì không. Rồi ok bạn ơi, hình như tôi thấy lava đây, không biết có đồ gì không. Ui, cái gì bạn nhân kìa. Có cái búa, có cái búa. Ui, núp được một cái búa này. Một cái gì đây, đây là cái gì đây. Rồi ok, cái này hình như tác này. Rồi ok, đúng có một cái búa này. Từ á dụ nó qua này đã. Ui, cái này cái búa à. À đâu, cái này là ZEO pickaxe. Ủa, pickaxe à hả? Ha. Có kỹ năng các bạn ơi. Tứ nhá, để núp xuống đổi với cả bác ở dưới này đã. Đấy, mọi người cứ đánh đi. Ok các bạn ơi. Mình sẽ gọi ok bạn ơi, tính ra con này nó đánh cũng bình thường. Ta có cái gì đây?
Firewing à? Ui có táo vàng Inchat này. Ui dồi ôi, lúc mua táo vàng Inchat đã. À, tầm này à, luôn tầm này khỏi cần táo vàng luôn bạn ạ. Khỏi cần táo vàng bình thường luôn. Quá thanh niên nào vứt khiên cho núp vậy thôi, núp khỏi cần khiên luôn bạn ạ. Của em là của em ạ. À thế à, núp vứt rồi. Ok hay quá. Ai à, núp núp chỉ cần ăn một quả táo vàng Inchat đâu bạn là thấy tới số liền luôn bạn. Mấy thanh mấy thanh niên này tuổi gì? Ui giời ơi, mỗi đồ đi nốc nhá. Rồi, 360 máu là cái gì các bạn ơi? Rồi mình sẽ xử cái này. Nhảy tay thôi. Ồ, rồi ok. Chết rồi. Ok các bạn ơi. 360 máu tuổi gì các bạn? Này cho ai cái này là cái mảnh vỡ gì này? Núp không không đúng được. Cái búa này. Ôi giời. Ôi sao búa toàn bay vào người mình nhỉ trong khi đó. Ok trời. Đây. Đấy, ok cái này là cái móng giò. À, cái móng của nó đây. Ôi giời. Ok các bạn ơi. Cái móng này đó gắn vô găng đi chứ không? Để mình gọi là sao nào. Ở đây chúng ta có Poi Regenson này và một cái nữa là Firewing Bot. Ồ cái này hình như là cái đâu nhỉ? Cái này hình như là uống vào là chúng ta mọc cánh sao các bạn ạ? À, đây, mình sẽ lên như này bạn ơi. Đấy. Sau khi tiêu diệt xin một thuốc nào. Ồ, sau khi tiêu diệt được 3 con boss, đấy chúng ta sẽ được để núp từ uống nào. Mọc đuôi kìa. Uống xong ra mọc cánh luôn bạn ơi. Oh my god. Wow. Ui, cho xin một sư bạn ơi. Căn cứ Pikachu này. Ui, quá xịn các bạn ơi. Ok. Này cho mỗi người chia nhau ra nên nào đây là nào ok bạn đây đây chia ba ra đây em đây mỗi người một ngụm thôi ba này thanh niên này bốn này cái này vĩnh viễn mà cái này uống vào là vĩnh viễn mà trừ khi chết thì nó mới mất cánh thôi sao ấy rồi ok còn cái này là gì đây regen poi à ui cái này hình như là để hồi máu luôn ấy đúng rồi các bạn đây ui cái này xịn này trời ơi cái quả poi regenson này được này ui giời ok bạn đây đây tạm thời này mọi người chưa có táo vàng Inchat đúng không? Này chia ra. Này đây có 31 quả chia nhau ra. Ok bạn ơi. Đây. Rồi chắc là mình không đánh ba cái con boss tiếp theo đâu các bạn ơi, bởi vì là à nữa đâu các bạn, quên mất lại tiếp theo rồi. Bởi vì nó trâu quá mình lười đánh các bạn. Đánh xong ba con là đủ đủ hết đồ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đây xuống đây ấn nút để dịch chuyển qua cái khu vực mới đây. Đấy đi qua khu vực mới xem nào. Đâu nhỉ? Ở đó. Này hợp với bộ chỗ này. À đây. Ui ở chỗ này các bạn ơi, để mình ấn vô bạn. Đấy. Đây rồi, căn cứ của hacker đây rồi các bạn ơi. Căn cứ của hacker nhìn xịn quá ta. Ui, thế nào. Ui, chúng ta sẽ bay, ủa nhưng mà đường xuống nó ở đâu ta. Tết dở rồi các bạn ơi. À đây, bên này. Rồi, ui. Đâu. Cái này là hút, cái này thổi lên này. Cái này, đây lần này núp gọi là đã biết là đường lên đường xuống à. Đấy, các bạn thấy không. Trời ơi, ui. Đây là căn cứ của hacker. Ui, sao có bác này chăn bò đây luôn đấy. Rồi, đâu xem nào. Bác này đổi ra. Ui chúng ta có bờ lóc băng này, chúng ta có được đồ xịn luôn này. Ui giời ơi, thế mà lúc ở ngôi làng thì không biết lấy, quên mất các bạn ơi. Đây, qua bên này, tới đây chúng ta đi tham quan đã, xong rồi thực hiện thử thách sau các bạn ơi. Bên này là chúng ta sẽ có chia nhiều phóng nha, rồi chúng ta sẽ bay đi cho nhanh. Ở dưới này đi. Nhận, ok. Trong này có đồ luôn này. Đồ máy farm. Ui nhiều phóng. Cái khu vực tầng hầm này là khu vực đi mai các bạn ơi. Rồi ok các bạn ơi, đây là khu vực đi mai. Đâu để núp qua bên này đi. Bên này là xuống dưới địa ngục này. Bên này là khu vực trồng cây này. Oh my god. Toàn nhiều thế nhở. Ok đây là khu vực chúng ta trồng cây. Bạn thấy không? Trồng cây ở dưới thôi. Bên này là nhà của anh hacker. Chính làng đi, chính làng. Không cần quạt. Thật nhà của anh hacker đúng rồi. Mát quanh năm luôn. Đúng rồi. Ngủ này đóng băng luôn. Rồi bên này là cái gì đây? Bên này là khu kho đồ này bạn. Ôi nhìn ngăn nắp thật sự bạn ơi, đúng là nhà của hacker khác các bạn, xịn thật sự. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện thử thách thôi. Ấn để bắt đầu chiến đấu boss. Ok bạn. Cái gì đây? Mateus à? Ủa nó đang đâu ấy? Đi tìm nó thế mà. Hình như nó là bên trên này này. Đấy này. Ui. Vị thân miền cả Mateus. Ôi trời ơi. Ui đẹp trai à? Ngoài con này biết bay à hả? Mày biết bay. Mày biết bay. Trời ơi. Rồi con này có 200 máu rồi. Ui giời. Ủa? Sao máu ở chỗ kia nó đánh thì mất mà ở trên cái thanh máu bốt nó lại không có vấn đề gì nhỉ? Lắc à? Rồi em nghĩ là nó gấp đôi đó. Không, có mỗi quan. Ui ok bạn. Rồi cứ tiêu diệt nó đi rồi tính sao? Ui giời. Kìa, nó mất rồi kìa. Đâu? Đúng rồi bạn. Ai à? Cái gì đây? Đóng băng kìa. Ui. Đóng băng kìa. Đóng băng với chúng tôi à?
đóng băng với chúng tôi à? Ngoài rồi chúng ta sẽ tẩn con này các bạn ơi. Tuổi gì đóng băng? Ui đóng băng à, chứ đóng băng con này bạn phòng này làm sao lạnh quá, lạnh quá. Ui nó sinh ra con gì kìa, đúng đâu cái gì mà nó xì không gì? Nó ngắt rồi kìa. Ồ nó chết rồi. Ủa ủa thế rồi ấy đâu rồi thủy tinh à, băng đâu trời, quên mất thủy tinh băng đâu. Băng nhặt được hai cái này. Đâu trời ơi, đó thanh niên băng chui đâu rồi? À chứ bay đây đây. Đâu mang này, vứt đây à, vứt xuống nước nó bị tan không ta? Tính ra con này yếu hơn cả mấy này. Con hồi đầu đây, bạn ơi. Hay nó ở vùng biển cả nó hơi lởm nhỉ. Ok bạn, đây. Cái nhặt chua đây. Trời chắc chắn là nhặt rồi. Đây để núp xuống đổi mấy cả cái bác chăn chăn lợn ở dưới này. Ok bạn. Okay, chăn bò. Lợn chăn bò mà. Ờ đúng rồi, chăn bò mấy chăn cừu ở núp nhầm nhà bác này. Ui chúng ta có một thanh kiếm. Ồ. Và một cái gì đây? Void core. Ok bạn thử xem. Ôi cái này là cái gì mà cái gì đó. Đây, ngoài thanh kiếm bằng này, ai chưa có kiếm cương thì cho nhá. Đấy vứt ở đây. Ngoài núp có một thanh kiếm mới các bạn ơi. Thanh kiếm này giống kiểu thanh kiếm bằng ấy. Gọi con này ra làm. Đâu xem nào. Làm thật đó. Ui cái gì? Ui. Quá xịn các bạn ơi. Ui nhìn như cái đuôi á, nhìn như cái đuôi ấy. Thử xem đông nào. Ui tường tường à. Nửa một nửa thanh máu. Nửa thanh máu, ví dụ thanh niên khang 20 máu nhá, thử ra. Mà vẫn thành 5 cục ấy. Thế à, ok, sao núp thấy là vẫn nguyên 20 máu mà. Đâu, trời ơi. Thanh niên giờ táo vàng. Táo vàng nó thêm mấy cục máu nữa. Trời ơi, khá là xịn các bạn ơi. Đâu, tới nhà, núp đang có thanh kiếm mới rồi. Đây, chiến lại con bốt này đây bạn. Đập con này thì cũng bình thường, thực ra con này mình thấy bình thường, có 200 máu à. Tấn công con đi. Con này nhìn như con chuồn chuồn ấy. Ký đâu nó? Trời nó cầm cái gọi là một mình nó ký được đâu. Ui giời ơi, nó đánh rồi mấy cái nó sắp chết rồi. Đi nó dùng chiêu kia thử đi. Đâu chiêu nào? À đây. Chiêu này. Chiêu này không dùng được ở dưới biển, trên mặt nước được. Thế này, ui giời ơi các bạn thấy không? Rồi. Thôi banh xin nhá. Ok. Sao thanh niên này lại nhặt được băng nữa rồi? Thả chứ. Ui giời, ok thôi kệ đi, cho anh đi đấy bạn, mình cũng đủ đồ rồi. Tính ra là cái này cũng xịn đấy bạn, thanh kiếm này xịn đấy. Ui mà thanh kiếm này là sát thương 3% máu nha. Ui sát thương 1% máu đấy bạn. Rồi ok. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới này và chúng ta sẽ đi qua cái căn cứ khác này, căn cứ cuối cùng của God các bạn ơi. Đấy, hacker này căn cứ này hơi bị to đấy, rồi phải sống một mình chắc là cô đơn lắm. Để mình gọi là đâu nhỉ, ấn nút vào đây để chúng ta sẽ dịch chuyển qua đến căn cứ God các bạn ạ. Đây tới, ủa tới căn cứ của God rồi các bạn ơi. Xin đấy nhở. Ủa tới nhà mình ở đây có bến đô này. Ủa này mặc chân đâu? Ok à, sao con creeper kìa, ấy đừng lại gần nhá, nó nổ hỏng căn cứ của God thôi đấy. Trời ơi, cái này tính ra là nguyên một cái căn cứ ở trên mặt trăng luôn bạn thấy không? Ủa nhìn đẹp thật sự bạn. Các bạn cho bạn ngắm này. Xin đâu. Trời ơi, mình là mình không thể nào mà xây được cái này rồi đấy. Ủa nhìn xịn thật sự. Em xây được này. Trời ơi, ok. Mình phá được đúng không ạ? Thôi mình phá được thì thôi bỏ đi. Ngoài cái này là có, cái này giống như kiểu tắt đồng hồ ấy. Ok bạn này. Rồi qua bên này xem là có vào được không. Đây là sảnh ạ. Ủa đóng cửa rồi. Ơi có cửa. Đi đâu chơi rồi đúng không ạ? Để nút rồi. Ấn nút ra nào. Ấn nút xem vào được không ta? Không được các bạn ơi. Chắc là hôm nay gọi là đi chơi ngày lễ đi chơi rồi. Ủa. Ồ đây có chỗ đáp nè. Ở đây bên này có gì đấy? Ngoài đây có chỗ đáp. Cái này núp thấy giống như kiểu một con thuyền hơn ít, kiểu như thuyền ở trên bầu trời các bạn. Thuyền mặt tăng. Ngoài đúng rồi. À, chỗ này có chỗ bến đỗ này. Ngoài nhìn hay thật sự bạn ơi. Trời cái này chắc là chỉ cho mình ngắm thôi chứ không cho mình gọi là vào sử dụng rồi, bởi vì là nhìn thấy nó nguy nga trắng lệ mà. Ui còn bên này là có một cái nút này, chắc là thực hiện thử thách rồi. Ok bạn ấn cho nào. Thử thách đã bắt đầu. Ui kìa. Ui vị thần cai quản chỗ này à. Oh my god. Đang ngủ. Tempest Golem à. Dậy đi anh ơi, dậy đi, có người đến hỏi thăm kìa. Dậy đi anh ơi. Ui bắt đầu. Ui 700 máu. Ui 700 máu à, không sao. Ui ừ vừa nãy là nó đang ngủ thì nó 100 thôi, bây giờ nó 700. Ui nhưng mà bình thường các bạn ơi. Ui yếu siêu các bạn ơi. Ui giời, ui vứt cho nó quả táo hình chan ăn đi. Ui các bạn ơi, tưởng thế nào các bạn thấy không? Ôi giời, đống vũ khí luôn này. Ui rồi, ui giời. Bây giờ để một thanh niên qua solo thôi mà. Đâu để núp cho chơi solo đi. Dậy đây. Ui anh ơi dậy đây. Ui tính ra là đây là vị thần chắc là cai quản cái khu vực căn cứ của God các bạn thấy không? Đấy, cái màu sắc là cũng giống luôn mà cả mấy cái màu gạch kìa. Đâu để núp solo ra. Ui giời ơi đánh tính ra các bạn thấy không?
Rồi, ôi gỗ không trượt vào lào bạn. Ui tính ra con này hình như anh này ăn nhiều quá bị mộng ngang sao các bạn. Rồi ơi, nhìn đây kỹ năng. Rồi nó dính luôn rồi vào đây rồi. Cái kỹ năng cái ui ui. Ấy, anh này triệu hồi ra đại tử này. Ui vừa nãy chúng ta. Rồi ok bạn ơi, vừa nãy chúng ta đánh con này nhìn mắc tử. Ui thêm mấy con nhỏ nữa này. Ờ mấy con nhỏ này. Đánh nhanh quá. Con nhỏ rồi, có thêm mấy con nhỏ nữa. Chúng ta đánh vừa nãy chắc là đánh nhanh quá đâm ra là mấy gọi là đại tử của ui. Vị thần này đâm ra là không xuất hiện được các bạn ơi. Ngoài thần golem à? Thần golem à? Ok bạn ơi. Ui lại xuất hiện kìa. Ui tăng độ khó à? Ui nhưng mà thực ra thì tăng hay không thì mình cũng trâu lắm bạn ơi. Tăng độ khó. Rồi đây, kỹ năng này. Ui tính ra là cái voi kho này nó mạnh dã man luôn các bạn thấy không? Rồi, ok, nó đi rồi đấy, chắc chắn là nó đi rồi. Ui rồi đống vũ khí luôn bạn ơi. Trời ơi, đúng là gọi là người nhiều tiền trên bầu trời có khác các bạn ơi. Ui, nói gì thì nói các bạn, tôi là vẫn thấy là cái này là xịn này. Ui, triệu hồi ra mấy cái ui, kiểu như là mấy viên ngọc ấy. Được, ok. Ui, hai nhìn kia đánh nhau. Rồi, đấy các bạn thấy không, ngày hôm nay là mình đã khám phá được tất cả những cái căn cứ rồi. Nào là ở gọi là trong núi này, dưới lòng đất này, hay là dưới biển đấy, trên bầu trời cũng có luôn các bạn. Đấy, các bạn thấy căn cứ nào xịn thì bạn hãy comment ở phía dưới nha. Ok thì có lẽ rằng clip ngày mai đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like. Nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả người trong nút tìm. Ấn đăng ký ủng hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.